Hello cho tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em đi vào một cái vườn sầu riêng Thái 90 ngày. Thì đây là một vườn của hàng xóm thôi, nhưng mà mình xin mãi họ mới cho vào quay đây. Thì cái này cũng được 90 ngày cả rồi nhé mọi người. Mà năm nay là năm đầu tiên nha. Năm nay cho trái năm đầu tiên. Thì bữa trước thì nghe nói cái vườn này thì họ chốt 800 thì chủ vườn người ta không bán nha. Đây, sầu riêng quá trời trái luôn. Thì cái này họ nói là 1 tỷ thì họ mới chốt nha. Sầu riêng quá trời luôn. Chùm 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 không. Này là giọt sầu riêng Thái nha mọi người. Thì hôm nay em cũng có định thời gian đi quay cho giới thiệu cho tất cả bà con người ta biết sau thành quả chăm sóc thì nó sẽ được như thế này. Thì có những trái nó ống a ống eo nhé, có những trái nó ống a ống eo không sao cả. Đó, sầu riêng trái quá trời trái luôn. Đây, người ta chăm 10 cây như một luôn. Thì cái vườn này á thì đợt trước là cũng vào mùa hạn, nhưng mà con cái là chuẩn bị vào mùa hạn thì người ta đã kịp thời khoan hai cái giếng một lúc, cho nên là cũng không có ảnh hưởng gì tới sầu riêng cả. Có những vườn thì họ không khoan kịp thì sầu riêng nó mới chết thôi. Thì cái vườn này đó thì nó tên hơn 2 hecta nhá, hơn 2 hecta sầu riêng, nhưng mà được 1 hecta thì người ta trồng trước. Thì cái số này là đúng là năm nay là chúng cho thu chính thức là năm đầu tiên, năm đầu tiên trái bự đùng luôn. Nhưng này hỏi chủ vườn thì chủ vườn nó kêu cũng 90 ngày nha mọi người. 90 ngày hết rồi. Cây rất chi là sung nha. Họ chăm tốt. Cây sung. Đó. Đây, bên đây một cây nữa. 10 cây như một luôn. Chăm đều thật. Mà chịu khó chăm. Áp dụng đúng kỹ thuật. Chăm 10 cây như một cây. Thì cái này họ cũng buộc hai cái dây đỏ và dây vàng, nhưng mà em không biết là dây đỏ là nó có sâu hay là dây vàng nó có sâu, nhưng mà họ buộc hai dây riêng biệt ra nhá, buộc hai dây riêng biệt ra họ làm dấu chứ. Nhưng mà dây đỏ thì nhiều hơn, em nghĩ là chắc là dây đỏ là nó ra trước này, dây đỏ em nghĩ ra trước đấy nha mọi người. Đúng 10 cây họ cho ra đều trái thật. Rồi, thèm. Đây họ buộc dây đỏ này, chắc cái dây đỏ này em thấy dây đỏ ở vườn này thì nó nhiều quá, thì chắc là em nghĩ là dây đỏ nó ra trước nhá. Dây đỏ bự bự trái bự bự đến kia. Đây. Cái vườn cái cây bên này nữa này. 110 cây như một cây luôn. Quá. Thì bên này là dây vàng nữa mọi người. Bên này là dây vàng này. Này là dây vàng. Cái cây bên này cây dây vàng. Em cũng quên hỏi là dây vàng là dây ra trước hay là dây đỏ ra trước, nhưng mà em thấy đa số thì dây đỏ. Đây này. Trời ơi. Chùm 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 luôn. Sầu riêng gì khủng khiếp thật. Đó. Từ dưới lên trên luôn. Quá trời trái luôn. Trái gì mà trái. Ô chào. Bù kinh khủng. Đó, trái gì mà trái quá trời chùm chùm. Đây. Một cành nhỏ nhỏ mà họ cho ra quá trời trái. Đây này. Xíu. Đây. Vườn đồ riêng này là 2 hecta. Bên này mới đẹp này. Cái bên này đẹp này. Đây này. Nhà thấy mê không? Quá sướng luôn. Vườn gì mà chăm sóc cực kỳ luôn. Đây. Quá trời đẹp. Đây, to.
từ trên xuống dưới đều 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 không, toàn sầu riêng VIP không. Cái chủ vườn ở trên kia mình xin mãi họ mới cho quay, vì vô đây thì họ sợ quay phim thì họ sợ người khác biết chỗ vô sẽ làm hại vườn của họ, cho nên là họ cũng không cho. Ở đây là đặc biệt là như vậy đó mọi người, không ai cho vào quay đâu, chỉ có cái thân quen lắm thì họ mới cho thôi. Không, họ thăm, họ chăm cây đều 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 không mọi người. Đây cây này, cái này vườn này rất chi là rộng đó, nguyên một vườn luôn. Vườn này họ kêu 1 tỷ thì họ mới chốt nha, 1 tỷ thì họ mới chốt giá, mới chốt nguyên vườn. Còn là bữa hôm thì có người trả cho 900 hoặc 800 gì đó, nhưng mà họ không bán. Thì sầu riêng đợt vừa rồi thì em có nghe mấy người chủ rẫy thì nói là con người bán được 65, sầu riêng Thái con người bán được 65, trừ ra những cái nấm với lại sâu thì họ loại ra thôi, còn bao nhiêu nữa họ cắt cả. Cây nào cây nấy thối rồi luôn, trại quá khủng khiếp, sát đất luôn. Năm đầu tiên đâu ra, năm đầu tiên đây thì hai cây. Hồi trước thì cây này nó ốm yếu, nhưng mà bây giờ họ trồng ké vô, họ trồng xen kẽ vô hai cây. Cây này chết thì có cái khác, nhưng mà bây giờ nó vượt lên luôn hai cây luôn. Bây giờ năng suất vẫn ok nha, vẫn ngon đó, trái đều 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 không. Trái bự 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 luôn. Quá là sướng. Ước gì mình có một vườn như thế này nha. Trái cực đẹp nha. Đó, trái đều 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 không. Đó, tút trên cao luôn.